Ngày 18 tháng 5, quân đội Israel thông báo đã thu hồi thi thể của con tin thứ tư được lực lượng phòng vệ Israel IDF tìm thấy trong khi thực hiện một chiến dịch phối hợp. Theo người phát ngôn IDF Daniel Hagari, con tin này là Ron Benjamin, 53 tuổi. Theo quân đội Israel, Hamas sát hại ông Benjamin hôm 7 tháng 10 năm 2023 và đưa thi thể của ông sang Gaza. Đây là thi thể con tin thứ tư được lực lượng Israel tìm thấy trong một chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Israel, ISA. Ba thi thể còn lại được xác định là một người đàn ông 56 tuổi, một phụ nữ 28 tuổi và một công dân Đức gốc Israel 22 tuổi. Các nạn nhân đã được lực lượng Israel đưa về quê nhà để mai táng. Quân đội Israel cho biết Họ tìm thấy thi thể của những con tin này vào đêm 16 tháng 5, nhưng không cung cấp chi tiết về địa điểm phát hiện thi thể. Israel đang hoạt động tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza, cho biết họ có thông tin tình báo rằng các con tin đang bị giam giữ ở đó. Israel cho biết khoảng 100 con tin vẫn đang bị giam giữ ở giải Gaza cùng với thi thể của khoảng 30 người khác.